này chúng mình đã quay trở lại. Với những người sử dụng Flycam và đặc biệt là Flycam đến từ thương hiệu DJI thì có lẽ mọi người không còn xa lạ gì nữa với ứng dụng DJI Fly. Ứng dụng này sẽ giúp chúng ta có thể điều khiển máy bay của mình hay là chuyển file vô cùng nhanh mà không tốn dữ liệu. Video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem cách làm thế nào để có thể tải được ứng dụng này ở trên cả iPhone lẫn điện thoại Android của bạn nhé. Như mọi người đã biết thì ứng dụng DJI Fly không có trên cửa hàng Play. Và đó là lý do tại sao thì chúng ta sẽ phải có một cái cách tải khác. Chúng ta sẽ vào trình duyệt Chrome hoặc là một cái trình duyệt bất kỳ. Các bạn có trình duyệt gì thì vào nhé. Ở đây thì mình có Chrome. Ở thanh tìm kiếm thì chúng ta sẽ gõ DJI Fly. Sau đó các bạn bấm vào cái link có DJI.com này. Ở đây nhấn vào Download Android APK. Ứng dụng sẽ tải về máy và chúng ta hãy cho phép nó tải xuống nhé. One eternity later. Sau khi tải về hoàn tất thì chúng ta sẽ bấm vào cái file tải về, nhấn cài đặt. Sau đó các bạn chọn mở. Bây giờ chúng ta chỉ cần cấp quyền cho ứng dụng và chúng ta đã có thể sử dụng được nó ngay rồi. Ở đây thì các bạn có thể là đăng nhập vào cái tài khoản có sẵn, nếu chưa có thì nhấn skip nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng nó rồi. Tương tự như trên máy Android thì trên iPhone thì ứng dụng DJI Fly cũng không có trong cái cửa hàng nếu như chúng ta để vùng là Việt Nam. Do đó thì chúng ta sẽ phải chuyển vùng, và để chuyển vùng thì các bạn sẽ vào ứng dụng App Store. Sau đó bấm vào cái avatar của mình. Bấm tiếp vào cái avatar của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào mục vùng. Bấm thay đổi. Chúng ta sẽ kéo xuống. Ở đây thì mình sẽ đổi sang Trung Quốc đi. Đồng ý. Ở mục tín dụng thì bấm vào không có. Xong rồi ở những cái mục nào có chữ require thì chúng ta sẽ điền bừa một cái thông tin gì đó. Một cái vùng bất kỳ. Đó. Đại khái là chúng ta sẽ điền bừa những cái thông tin gì đó là được. Bấm tiếp tục. Và lúc này thì chúng ta đã chuyển vùng thành công. Các bạn có thể thấy là những cái ứng dụng các thứ đã có rồi. Và bây giờ thì việc cần làm đó chính là chúng ta sẽ tìm kiếm ứng dụng DJI Fly. Sau đó thì bạn có thể tải nó về. Ở đây thì mình tải về rồi, thế nên là nó sẽ có cái mục update. Và sau khi hoàn tất thì chúng ta cũng sẽ mở lên và cài đặt lần lượt cấp quyền cho nó như cái cách mà chúng ta làm với điện thoại Android. Và sau khi chúng ta đang ở cái giao diện App Store của Trung Quốc, để có thể quay trở về Việt Nam thì các bạn hãy làm thao tác lần lượt như bạn này nhé. Chúng ta lại bấm vào cái hình ảnh của mình, bấm chọn tiếp. Ở mục vùng thì các bạn lại bấm chọn. Thay đổi, kéo xuống dưới, chọn Việt Nam, đồng ý. Thay đổi các thông tin. Ở mục số điện thoại chúng ta sẽ điền số điện thoại của chúng ta nhé. Đó. Điền tất cả những cái thông tin nào. Sau đó các bạn ấn tiếp tục. Đó, và chúng ta đã trở lại được cái tài khoản Việt Nam của mình rồi. Ok, và chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã có thể tải được ứng dụng DJI Fly trên cả 2 chiếc điện thoại của mình rồi. Chúc các bạn thành công, và nếu như nội dung này hữu ích thì đừng quên dành tặng chúng mình một like và một subscribe nữa nhé.